Giá heo hơi hôm nay mùng 3 tháng 8, hai miền Bắc, Nam tiếp tục giảm 1.000 đến 3.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay, mùng 3 tháng 8 tiếp đã giảm nhẹ ở một vài tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc và miền Nam. Trong năm 2022, tỉnh Khánh Hòa sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý để kêu gọi đầu tư xây dựng 5 địa điểm khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm nhiều nhất là 3.000 đồng mỗi kg giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm từ 1.000 đồng mỗi kg đến 3.000 đồng mỗi kg tại một số tỉnh thành. Trong đó, tuyên quang giảm 3.000 đồng mỗi kg xuống còn 65.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. Sau khi hạ nhẹ một giá, Vĩnh Phúc và Bắc Giang lần lượt thu mua heo hơi ở mốc 67.000 đồng mỗi kg và 68.000 đồng mỗi kg, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên. Phú Thọ và Ninh Bình tiếp tục giao dịch tại 66.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 65.000 đến 68.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 68.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 66.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 66.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 68.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 66.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 66.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 60.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 68.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 65.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 67.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 67.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 66.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 65.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi, hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đi ngang. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi chững lại, không ghi nhận điều chỉnh mới trong ngày hôm nay, trong đó. Quảng Ngãi và đạt lái hiện ghi nhận hai mốc thấp nhất khu vực là 62.000 đồng mỗi kg và 63.000 đồng mỗi kg. Thu mua ở mốc cao hơn là 6 tỉnh gồm Lâm Đồng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Ninh Thuận, giá heo hơi rơi vào khoảng 65.000 đến 66.000 đồng mỗi kg. Bình Định tiếp tục thu mua heo hơi ở mốc cao nhất khu vực là 68.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giao động trong khoảng 62.000 đến 68.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 66.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 66.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 66.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 66.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 67.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 67.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 6.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 62.000 đồng mỗi kg. Bình Định là 68.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 67.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 65.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 63.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 66.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 60. 8.000 đồng mỗi kg. Thời gian qua, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hoạt động trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh thú y hầu hết các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ được xây dựng ngay trong hoặc cận kể các khu dân cư, khu công nghiệp với mặt bằng nhỏ hẹp không đủ diện tích để đảm bảo an toàn thực phẩm trong giết mổ. Cùng với đó, hệ thống thu gom và xử lý nước thải còn nhiều bất cập, nước thải được xả thẳng vào môi trường sinh hoạt công cộng, trang thiết bị vật dụng sử dụng trong giết mổ đơn sơ, thủ công, theo nông nghiệp Việt Nam. Do đó cần phải từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân để phù hợp với nếp sống văn minh đô thị thông qua việc cải tạo, nâng cấp các chợ đầu mối thực phẩm và phát triển hệ thống cửa hàng, siêu thị chuyên kinh doanh thịt được trang bị hiện đại. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi khu vực miền Nam hôm nay giảm nhẹ giá ở một số địa phương. Cụ thể, Sóc Trăng giảm 2.000 đồng mỗi kg, đưa giá heo hơi về mức 63.000 đồng mỗi kg, ngang bằng Cần Thơ và Kiên Giang. Vũng Tàu và Hậu Giang đang thu mua với giá 62.000 đồng mỗi kg giảm 1.000 đồng mỗi kg so với hôm qua. Nhiều tỉnh thành còn lại tiếp tục duy trì giao dịch quanh ở mức 65.000 đồng mỗi kg, gồm Cà Mau, Bến Tre, Bình Phước, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng 62.000 đến 68.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 65.000 đồng mỗi kg. Đồng Nai là 65.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 65.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 65.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 62.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 62.000 đồng mỗi kg, Long An là 66.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 66.000 đồng mỗi kg, An Giang là 68.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 65.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 63.000 đồng mỗi kg. Kiên Giang là 63.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 62.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 64.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 67.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 66.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 65.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 64.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 63.000 đồng mỗi kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ở ba miền giảm giải rác tại một vài nơi, hiện tại giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 62.000 đến 68.000 đồng mỗi kg.